ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sen. Con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ tóc xoa vai mềm. Sau phố vận gió còn nhớ nhau không, những gặp gỡ không ngờ, thương thế ngày xưa. Tiếp tục mạch hoài niệm, Lê Minh Hà là dẫn dụ người đọc theo dòng ký ức của mình trở lại những ngày xưa chưa xa với chuyện trường, chuyện lớp. Không có quá nhiều cuốn sách lắm khi mà ta chỉ đọc đến cái tên để hình dung ra phần nào nội dung của nó. Tháng ngày EA dài hơn 200 trang, tập hợp những câu chuyện nhỏ của Lê Minh Hà về gia đình, tuổi thơ, tháng ngày trên ghế nhà trường rồi trở thành giáo viên. Bối cảnh trong trang viết của chị là Hà Nội thời hậu chiến với khó khăn và nhọc nhằn. Thành phố ngày hậu chiến dịu dàng nhưng nhọc nhằn lắm. Lê Minh Hà viết, gạo vàng hơn, hôi hơn, nhiều sạn và cất dán hơn. Buổi tối nhà nào cũng phải nhắc nhau ngồi nhặt gạo khỏi sạn để sáng ra kịp nấu cơm mang đi làm. Rau mậu dịch đổ đóng, có tươi thì cũng nát. Bằng những trang viết chân thực, giàu cảm xúc, trang chứa nỗi niềm với người, với đất, Lê Minh Hà đã cuốn người đọc vào những kỷ niệm tuổi thơ, tuổi trẻ của mình. Những câu chuyện bập bênh giữa buồn, giữa vui, giữa khổ và sướng, giữa không thích và thích của nghề giáo. Trong những trang viết của Lê Minh Hà, độc giả gặp lại một Hà Nội với vẻ đẹp mộc mạc của những ngày xưa chưa xa, với những chuyến tàu điện len keng, những món quà vặt của học trò thời thiếu thốn, những ngôi nhà, góc phố, những mặt người giờ đã thành quá vãng. Hơn 200 trang sách cũng là ngần ấy câu chuyện nhỏ, kể một cách nhuần nhị, duyên dáng, hết sức tự nhiên của nó, phải thế. Nó vừa đúng thời điểm, địa điểm và cả cái tên tuổi nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cách viết cuốn hút người đọc. Giản dị câu chữ, giản dị cốt truyện thật đấy, nhưng đã đưa được độc giả cuốn theo mạch hồi ức liên miên không dứt. Riêng điều này thì từng có không ít nhà văn đã làm nhưng không bao giờ làm được. Bởi vì tính mực thước sư phạm hình như là cản trở vô cùng to lớn đối với những tay bút non nghề. Ý tưởng thì có nhưng luôn bị gò bó vào những khuôn phép sư phạm ngớ ngẩn tự mình đặt ra. Dù không có chú ý đề cập đến những thất bại của nền giáo dục hôm nay, nhưng người đọc sẽ không khó khăn lắm khi cho phép so sánh ngầm và nhận ra một thứ triết lý giáo dục nhân bản thật đơn giản như giáo sư Hồ Ngọc Đại đã từng viết: trẻ con phải được học và học được. Cuốn sách không được dài lắm, nhưng có nhiều lứa tuổi được hình dung ra, được sống lại những ngày tháng gian nan vất vả nhưng đầy tình thương và trách nhiệm